Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến cuốn video cùng nhau chia sẻ vườn cảnh anh Vĩnh Bình tại khu biệt thự trước hồ Yên Thắng, huyện Yên Mô, Ninh Bình. Bên này có một cái viên đá cổ thạch 3 mỏm với những cái ngấn của 5 tháng của dấu ấn thời gian. Tạo thành như một cái bức tranh tam đa. Và viên đá cổ thạch rất lớn. Đằng sau là một cây hoa ngọc lan. Nó quý là nó có 3 cái ngọn núi cổ thạch tự nhiên. Nó nhô lên như 3 ngọn núi vậy, nó mới giá trị. Nó mới thiên tạo vậy, nó mới thích. Và cây hoa ngọc lan này, bên này là cây vú sữa này. Và phía bên phải cổng, hướng cổng có một cây ổi ta. Điểm nhấn chính ở cái ổi ở cái góc này, khi tôi tham quan tôi thấy cái chỗ này nó gù lên như là lưng con lạc đà, dẹp mỏng lại và tạo cái độ xoáy. Cái hồi ta giáng lão rất đẹp luôn. Và kế tiếp là một cây lục vừng, một tay hoành bay ra rất xa. Cây nhài, cây nhài với cây ngọc út chung một chậu. Rồi, đây là cái cổng vừa vào khu vườn số 2 của anh Vĩnh Bình đây. Chúng ta tiến vào sau. Đây một cái không gian cũng khá là rộng, ngay nằm cạnh căn biệt thự. Thì đập vào mắt đầu tiên đó là một cây duối hết sức là chuẩn chỉnh, bông tay tròn trịa, tán mỏng và thân cây cũng rất là lực luôn. Đấy. Cây duối đẹp quá. Cây duối hay mà. Cây duối là nó là trực núi anh ạ. Vâng. Cây này thì duối lá bé mà quả nó nhiều lắm. Đẹp cây quá. Cây này cũng to đấy, đường kính của nó, vanh của nó cũng khoảng tầm. Nói về cây duối thì lúc ngồi ăn cơm anh có nói về cái cây duối, cái tên của nó ở từng nơi, từng nước ấy nó có cái. Cây duối này ở Việt Nam mình ấy là các cụ ngày xưa là phổ thông là gọi là duối. Vâng. Đấy, mà các cụ ngày xưa cái thời chiến tranh nó chết nhiều, với năm Mất Dậu năm 45 chết đói nhiều nên ngày xưa ăn chả đủ, làm gì có đi cúng Phật với cúng ma cúng quỷ. Bây giờ phú quý sinh lễ nghĩa cho nên là ngày xưa là rừng gò nhiều nên là nhà nào cũng trồng một vài cây ở cổng, hay là lấy những cái miếng gỗ duối để làm cái đấu cột bên trong nhà đấy. Vâng. Cho nó trừ tà trừ ma đấy, cho nó tốt về phong thủy. Nhưng mà ở mình thì gọi là cây duối, còn cái tên Hoàng Anh Mộc là bên Ấn Độ người ta đặt tên là Hoàng Anh Mộc. À, vâng. Còn bên Trung Quốc thì nó lại gọi cây này là cây Ngọc Linh, bởi vì cây này nó là cây linh thiêng,
nó ra quả là quả nó cứ chín vàng óng như những viên ngọc ấy. À đấy, mà nó về tâm linh cho nên người ta đặt là cây ngọc linh đấy. Cho nên là mỗi một cái nước nó có một cái tên khác nhau, nó là như vậy. Còn mình thì là phần đa là gọi bằng chuối hết đấy, nhưng mà ở bên nước đất nước Ấn Độ thì gọi là hoàng anh mộc. Hôm nay tôi mới nghe cái từ nữa tên là ngọc linh. Vâng, còn hoàng anh mộc thì là nghe thấy nhiều rồi. Còn cái dưới thì ở Việt Nam thì nó là dĩ nhiên. Vâng. Anh đứng gần tôi xin kiểu ảnh cái. Đấy, cứ đứng lên cái bệ đấy. Chụp vào trong trong rạch cái ấy, đấy rồi, tôi xin chụp nhá. Hơi ngược sáng, thôi được không sao. Xong rồi. Chúng ta vừa nghe anh Vĩnh Bình chia sẻ về cái cây dưới với ba cái tên ở ba vùng miền. Dưới này, hoàng anh mộc này và Ngọc Linh. Cây Ngọc Linh. Và cây dưới của anh rất là tuyệt vời luôn. Bệ ở dưới hay quá. Chạy sang phía bên đối diện này xem này. Cây này phải đứng xa nhìn cái bóng của nó thì kinh khủng. Đẹp quá. Cây này nó may cái là dưới nó lá nhỏ. Dưới nó lá nhỏ thì là nó nhiều quả, cái dăm nó rất là dày. Còn dưới lá to thì lá nó to, dăm nó thưa lắm. Em chơi dưới em biết rồi. Ừ. Xong rồi, cây dưới rất tuyệt vời đấy. Một thời gian nữa thêm một chút tay to, thêm khỏe thêm và rằn tán mọc hơn nữa là cây này rất sáng, dưới rất sáng, màu rất sáng. Cây xoài này có nhiều cây màu đen chúi, tôi không thích, nhưng cây này màu rất sáng. Nó năm nay xoài nó mất mùa quả. Cây này quả nó cứ từ 3 cân đến 4 cân. Xoài này xoài Úc. Ôi trời trời. Mà Giáng Long đó. Vâng, đây là cây xoài. Xoài bóng mát các thứ thì nhiều hơn đấy. Bên cạnh kia thì là cây dành dành. Cây dành dành rất lớn này các bác ạ. Nó như là cây bóng mát luôn, đẹp không? Quả đang đầy chín. Rồi, cái quả này nó chín vàng lên mình kho cá mà. Rồi đấy. Đấy, thế sang bên này tôi thấy anh có một cái quần thụ khế này. Rừng khế. Rừng khế đây. Khế này già lắm. Chua hay ngọt? Khế chua anh ạ. Khế chua. Lùn lực. Cái này nó ăn định giao lưu cho nó 50 triệu nhưng mà sau nó nợ 20 cân nữa thôi. Ừ, tức là không giả ngay một lúc. Ừ. Giả lúc một sòng khoảng thì cũng bán. Nhưng nợ là mình không thích. Nợ là không thích. Đó, sau cây nó dở trứng cái là lại bảo thôi em giả cây cho bác cái này mất việc. Cứ thấy cây trứng gà này em giao lưu rồi này. Đấy hôm em mua ở Hải Dương ấy nhưng mà thằng em nó thích quá em lại phải để lại cho nó. Rồi, Hải Dương. Ừ. Triển lãm Hải Dương. Hôm nay anh em mình gặp nhau đấy. Ừ. Rồi, cây trứng gà. Em còn cây ngọc lan là quấn cùng thì đẹp lắm. Ôi dồi, xa xa kìa. Vâng đấy. Ôi dồi, bệ nó to này á. Nó to lắm. Ôi trời trời, cây hoa ngọc lan này. Nó đẹp lắm đấy, nhưng mà em không che được. Nó cứ bị cháy cành, không em lại phải nuôi lại. Cây ngọc lan này đẹp lắm. Thơm, mới là thơm, to lắm đấy. Cái này chỉ chơi một cây trong nhà này. Cây cắt giật nó lùn lực khủng khiếp này. Cái xoài kia kinh khủng. Ôi trời, cái bệ xanh của anh ấy này. À, duy nhất tôi thấy anh chỉ có hai cái chậu xanh trong vườn này. À, đây là chậu thứ nhất này, xanh Nam Điền. Mà anh có ý tưởng xây dựng một cái tác phẩm là cái gì đây? Phu thê giao duyên. Phu thê giao duyên. Rồi. Em nhá ra mà vừa rồi mà đất nó không bị đóng băng là cái vườn bên này đấy, em phải ít nhất phải chục tỷ tiền cây xanh đấy. Vâng. Chơi toàn cây già cây đẹp ấy, nhưng mà khi giấc mộng nó chưa thành thì bắt đầu là thôi. Cây thiếu đất cây sống với ai đấy. Ừ. Bởi vì đất nó đóng băng là cái nguồn thu của mình nó cũng hơi chậm. Có cái nguồn thu à. Bây giờ thì nó như vậy là thôi chấp nhận. Đấy, đây là cây xanh số 1. Cây này vậy nhưng em rất là thích là bởi vì sao, là nó là cái dáng gì thì rất là nhiều, trực hoành, trực huyền hoặc là dáng trực hay là thác đổ. Dáng long hay thác đổ hay là dáng huyền rất nhiều, nhưng cái dáng phu thê giao duyên mà được hai cây nữa. Nó dẻo, cái dáng thế dẻo, nó lao rất dẻo. Rất là hiếm.
nó gần như kiểu song siêu. Vâng, gần như vậy. Rất đẹp. Em nói từ những con tử của nó nhé, tử này, tử này, tử này, cành rơi nó rất là hài hòa, đẹp lắm. Rồi, di chuyển đến một cây ruối. Cây này thì thực sự là tôi quá mến mộ luôn. Bởi vì cái bể thì chúng ta không kể đến nữa. Thì trên cái bể đó là một viên đá liền khối độc thạch. Mà cây ruối từ nhỏ nó mọc trên viên đá. Sau đó rễ của nó lại luồn lách qua các cái hang hốc và những cái lỗ viên đá này. Chứ không phải người ta là ký ngay từ sau này đâu nhá. Nó mọc từ nhỏ này, chúng tôi để ý mới biết, mới phát hiện ra là đúng như vậy. Cái cây này nói thật với anh, bởi vì nó có một viên đá thôi. Em đặt là Thiên Long Tọa Sơn. Vì cái này là nó cây ruối này nó mọc từ trong tâm của cái viên đá. Viên gọi là cái quả núi. Đấy, cho nên là nó mà cái quả núi là nó nguyên bản, không bị chấp ghép một cái gì hết. Hôm nọ là cái thằng em nó thích quá, em để lại cho nó. À, bán rồi à? Ừ, chứ còn em đã đặt một cái chậu 3,5 m, rộng 2,5 m, mà em đục đẹp lắm, đục đẹp lắm, đá Ninh Bình đấy, đặt cái chậu 250 triệu đấy. Nhưng bây giờ là đành phải chấp nhận bỏ cái chậu đấy, để cái cây này thằng em nó chơi. Ừ. Thì thằng em thì nó không dám chơi những cái chậu như vậy. Vì cây này là phải để lên cái chậu mỏng độ khoảng 30 phân, đục như vậy, nhìn nó mới đẹp, nó mới phê. Đẹp quá nhỉ, bóng cây ruối. Đấy anh bảo đi nhá, tất cả từ cái bệ này bây giờ nhá, bỏ cái chậu này ra, nó cũng nâng được cả một cái quả núi 1 tấn lên luôn. Đúng rồi. Đấy, nó hay là hay thế như vậy. Mà mặt kia cũng đẹp, bốn mặt đều như nhau hết. Em thích ruối ạ. Em nhìn thấy con nào đẹp mà em không mua được thì em cũng coi như là về không ngủ được. Ừ, không ngủ được mà cứ coi như là đây, rễ nó luồn vào đây. Nó luồn dưới gầm, luồn qua các cái lỗ này. Ghê mày hay. À, luồn nó vòng ra tận đây rồi. Vòng hết. Trong nó đan xen hết trong này. Luồn hết, còn cây ruối này cũng bằng bắp đùi đấy. Bạn dưới kìa. Vâng. Còn đoạn này thì ấy, còn nhìn xa đây anh, đây nó như kiểu mắt con tê giác này. Sừng con tê giác, nó như đẹp. Con tê giác một sừng. Đẹp quá. Nhìn nó. Còn đây là cây ruối tầm nhỏ. Đấy, ngoài ra tôi cần thấy anh có những cái cây rất là độc đáo là cây hoa sim. Cây sim và dáng huyền. Bay rất xa. Mà sai quả khủng khiếp luôn ấy. Này mai nó chín đỏ tím đen nhỉ. Ngâm rượu uống. Đấy, rượu sim. Gốc này. Gốc đỏ au này. Đấy, anh có sim mà thân một giữa nguyền này làm gì có. Ôi trời, quả. Quả năm nay gần đỡ, năm ngoái gần nó chít đi. Bây giờ anh là đang chưa chín, nó khoảng tháng nữa nó mới rồi, chín. Đó là cây sim. Quay sang bên này. Cây bưởi tía, người ta tía. Cây gì? Cây bưởi tía của ta. Bưởi tía? Vâng, bưởi tía. Vỏ đỏ đây. À. Vỏ đỏ, mũi đỏ đây. Người ta đấy, nhưng ăn ngon lắm. Hay, hay nhỉ. Độc đáo quá, chơi. Em chủ yếu là hàng hoa quả. Không có nhiều tiền nhưng anh có cây hoa đáng. Còn đây là cây ổi. Ổi bàn trà. Vâng, dáng bay bàn trà ra đây. Con này được bộ tay cũng đẹp luôn. Thôi bàn trà chơi như này thôi. Rồi. Đằng này lại là cây trứng gà. Xong rồi đến mấy cây tùng góc kia nữa là hết. Những cái vườn cây của anh rất là phong phú luôn. Đấy, cây trứng gà nhá. Đây là cây hồng xiêm này. Hay quá nhỉ. Hồi đầu quá đẹp này.
Bây giờ anh em chúng ta tiếp cận đến cây hoa sữa. Mỗi cây mỗi vẻ, mỗi cái nét đẹp khác. Đấy là cây hoa sữa. Đấy, thế còn bên này tôi thấy có một cây xoài. Đứng ngay phía xa xa nhìn thấy cái cây hoa cây xoài thấy nó độc lạ không? Đúng là độc lạ Bình Dương luôn. Hôm nay là anh biết em đọc nó là cái gì không? Lão Mai Cõng Quý Tử. Lão rồi. Mai Cõng Quý Tử. Từ đây. À. Quý là quý ở cái tử đúng cái chỗ mông. Đúng mông đúng đây. Đúng chỗ ông nó vòng lên. Đúng vòng lên để ông cõng và ông ấy còng lưng chứ ông cõng này. Nữa là cắt giật đến đây đi. Xong nó đổ quả nó du một năm ngoái nó xài quả lắm ăn ngon lắm. Đẹp quá. Thích lắm. Các tay của nó rất to rồi chứ. Con này sang năm là cắt giật được. Ừ. Đang nuôi là cắt giật. Thế còn vì bóng của nó này. Đứng đây nhìn cái bóng của cây xanh Phù Thê Giao Duyên đẹp quá. Một thời gian nữa anh cắt hết mầm thở đi, bởi vì anh để bây giờ để cho nó kéo thân ra nó thành lu cục. Một thời gian nữa sẽ xén hết đi để đẹp, nhìn nó rõ bóng hơn, đúng không? Và nói về cây ăn quả chúng ta không thể bỏ qua được cái cây chay như này đấy. Này, lu của nó cứ các cái vết cắt của cái cành trước bây giờ nó bọc nó thành lu. Rồi trên thân nhiều quả không các bác? Các bác nhìn thấy quả chít chít đây. Này. Đấy. Trên mõm thì có nhiều quả. Và đó là cây chay. Thấp thoáng một vài cây tùng La Hán nữa xong rồi Đỗ Sinh sẽ kết thúc. Bây giờ Đỗ Sinh sẽ di chuyển về khu vực nhà thờ của gia đình anh Vĩnh Bình. Ôi trời ơi, cái chỗ này nó trông như con rùa này. Đấy, con này ngày xưa là em đặt tên là thần Kim Quy đấy. Đẹp không? Cây là cây bằng lăng. Bằng lăng đá. Đang vào ghép tường vị đấy. Rồi, cái này nó trông như là cục đá phía dưới. Ừ. Bây giờ anh ghép tường vị vào đi. Cái vườn vi bây giờ nó nở hoa rồi, đẹp lắm. Đang ghép nọ cái thằng ấy nó cứ bảo ấy. Đơn giản mà. Tôi làm rất nhiều về chương trình bằng lăng ghép tường vi và ghép cây tường vi Thái nữa. Anh xem cái tường vi Thái anh ghép làm gì? Tôi bảo thằng cháu nó vào nó ghép rồi. Tôi bảo nó ghép đấy. Đó, người Ba Vì quê tôi đi ghép nhiều lắm. Bảo nó mang cái hoa này đẹp và các bác em mấy bằng nào tiền em gửi. Chủ yếu là màu tím nên nó nổi. Ờ đấy, thì vậy. À, cây tùng này hay quá nhỉ, cây tùng không vây bổ gì hết. Giáng Long. Này sang năm cho lên chậu chơi được. Đẹp quá, bệ đẹp mà. Cây tử sắn bớt đi xuống cho nó nhỏ bớt đi. Đang nuôi cho nó ấy đang. Để nó hở cái cung này ra. Xong cái ngọn đang đánh. Đẹp quá rồi, ok rồi, cây già. Vâng, và chúng ta xin chia tay với vườn cảnh anh Vĩnh Bình ở khu biệt thự ngay bên cạnh hồ Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình để cùng Đỗ Sinh di chuyển về cách đây khoảng 3 cây. Đó là cái khu nhà thờ của gia đình anh mà 8 năm về trước tôi đã tới làm chương trình, năm nay mới trở lại được. Mời các bạn tiếp tục theo dõi ở những cuốn video sau.